Giám mục Bá Đa Lộc cứu giúp Nguyễn Ánh. Quan hệ giữa Nguyễn Ánh và người Pháp đề cập tới các quan hệ giao và hợp tác của Nguyễn Ánh, vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn với người Pháp, kéo dài từ năm 1777 đến năm 1820. Từ năm 1777, giám mục Pignehau de Vianney thuộc hội thừa sai Paris đã bảo vệ chúa Nguyễn Ánh trước các cuộc truy đuổi của quân Tây Sơn. Pignehau de Vianney đã đi Pháp để cầu viện quân sự và đã đạt được hiệp ước Versailles năm 1787, một hiệp ước ký kết giữa vua Pháp là Louis XVI và chúa Nguyễn Ánh. Nội dung chủ yếu là Nguyễn Ánh đồng ý cắt lãnh thổ Việt Nam cho Pháp, đổi lại Pháp đồng ý đưa quân và vũ khí sang đánh nhà Tây Sơn. Do nhiều yếu tố, đặc biệt là cuộc cách mạng Pháp năm 1789 lật đổ hoàng gia, nên nước Pháp đã không thi hành hiệp ước Versailles năm 1787. Tuy vậy, Bá Đa Lộc vẫn tìm cách thực hiện việc giúp đỡ Nguyễn Ánh bằng cách kêu gọi được sự giúp đỡ của những thương nhân và nhà phiêu lưu, binh lính và các sĩ quan Pháp. Việc này đã giúp cho Nguyễn Ánh hiện đại hóa quân đội của mình, giúp ông trong cuộc chiến của mình với Tây Sơn. Một số sĩ quan Pháp về sau trở thành quan trong triều đình nhà Nguyễn. Người cuối cùng trong số đó rời khỏi Việt Nam năm 1824 khi vị vua không ưa người Pháp là Minh Mạng kế vị Gia Long. Tuy nhiên, về sau hiệp ước Versailles năm 1787 vẫn trở thành một di họa đối với Việt Nam. Pháp đã dựa vào hiệp ước này để làm cớ yêu cầu nhà Nguyễn cắt đất và sau đó xâm lược Việt Nam vào năm 1858. Sau này, tác giả Faure chép truyện Bá Đa Lộc có nuối tiếc rằng nếu hiệp ước được thi hành thì Pháp có thể chiếm Việt Nam sớm hơn mấy chục năm. Nếu lúc ấy chính phủ Pháp sẵn sàng giúp ông Bá Đa Lộc thì ông ấy đã giúp cho nước Pháp hoàn thành cuộc bảo hộ ở An Nam ngay từ cuối thế kỷ thứ 18, để sau khỏi phải dùng đến chiến sự mới xong công việc. Lần đầu tiên người Pháp can thiệp vào các cuộc đánh trận giữa quân Nguyễn Ánh và quân Tây Sơn là vào năm 1777, khi Nguyễn Ánh lên 15 tuổi, đang chạy trốn khỏi cuộc truy đuổi của quân Tây Sơn và đã đến nương tựa ở chỗ Pignehau de Vianney ở phía nam Hà Tiên. Pignehau de Vianney và cộng đồng công giáo của ông ở Hà Tiên lúc đó đã giúp Nguyễn Ánh tị nạn ở đảo Pulo Panjang. Những sự kiện này đã thiết lập một mối quan hệ chặt chẽ giữa Nguyễn Ánh và Bá Đa Lộc, người có vai trò quan trọng trong việc che chở cho Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh đã chiếm lại Sài Gòn vào tháng 11 năm 1777 và toàn bộ Nam Kỳ và đã được các tướng tôn làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính khi mới 17 tuổi. Kể từ năm 1787, với sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn của người Pháp thông qua giám mục Pignehau de Vianney, tức là Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh quay trở lại Gia Định. Trước đó, vào ngày 25 tháng 1 năm 1787, Bá Đa Lộc, giáo sĩ người Pháp làm cố vấn cho Nguyễn Ánh, đã thay mặt Nguyễn Ánh ký hiệp ước Versailles năm 1787 với Pháp. Theo đó, vua Pháp đồng ý cử sang 4 chiếc tàu chiến và 1 đạo binh, gồm 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 lính da đen ở Phi Châu và đủ các thứ súng ống đạn để đánh Tây Sơn. Ngược lại, sau khi chiến thắng, Nguyễn Ánh phải nhường đất cho nước Pháp cửa Hội An và đảo Côn Lôn. Chủ quyền các vùng đất đó sẽ vĩnh viễn thuộc về nước Pháp ngay lúc quân đội Pháp chiếm đóng hòn đảo nói trên. Đúng lúc đó thì nước Pháp xảy ra cách mạng. Vua Pháp không thực hiện được hiệp ước, nhưng Bá Đa Lộc đã kêu gọi các thương nhân người Pháp trợ giúp cho Nguyễn Ánh. Các hoạt động quyên góp tiền sau này hay xây dựng sửa sang thành Gia Định, Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên, Biên Hòa, Bà Rịa, huấn luyện cơ đội pháo thủ, tổ chức bộ binh và rèn luyện tập binh lính theo lối châu Âu, trung gia mua tàu chiến và vũ khí đều có sự góp sức của những người Pháp mà do Bá Đa Lộc chiêu mộ, kêu gọi. Việc củng cố Gia Định cộng thêm sự giúp đỡ của những người Pháp đã giúp cho thế lực của Nguyễn Ánh càng ngày càng mạnh, có thể đối đầu với Tây Sơn. Nhà nghiên cứu Mebon trong cuốn sách La Relation Bicetre và Histories Monde pour des Dianam năm 1920 tổng kết công trạng của những người Pháp do Bá Đa Lộc chiêu mộ trong việc trợ giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn như sau. Vai trò của nhóm người can đảm đếm trên đầu ngón tay này trong sự thiếu vắng thông tin mong đợi. Không thể xác định được một cách chi tiết, nhưng không thể chối cãi được rằng họ đã đóng góp một phần lớn lao vào chiến thắng của Nguyễn Ánh. Ấy là chưa kể đến phần lớn của họ trong những trận đánh quan trọng như trận tiêu diệt hạm đội của quân Tây Sơn năm 1792 và
những trận dẫn đến chiến thắng Huế năm 1801. Người ta không khỏi khâm phục công trình tạo mà họ đã thực hiện trong những điều kiện không mấy thuận lợi. Họ đã xây dựng một nền hải quân theo lối Tây Phương và thành lập đội ngũ thủy binh. Họ đã huấn luyện quân đội, họ đã đưa kỷ luật vào quân đội, thành lập những cấp chỉ huy. Họ đã đúc đại bác dạy cho người An Nam cách dùng trái phá. Họ đã tạo ra đội ngũ pháo binh lưu động mà sự di chuyển đã khiến quân Tây Sơn khiếp vía. Họ đã xây dựng những thành đài. Ở đất nước láng giềng Cao Miên, một cuộc binh chiến của phe ủng hộ Nguyễn Ánh đã nổ ra và đã lật đổ phe ủng hộ Xiêm La của vua Angnon. Năm 1780, quân Nguyễn Ánh đã can thiệp và Piet Nheo đã giúp họ giành được vũ khí từ người Bồ Đào Nha. Bá Đa Lộc thậm chí còn bị người Bồ Đào Nha cáo buộc đã chế tạo vũ khí cho quân của Nguyễn Ánh, đặc biệt là lựu đạn, một loại vũ khí mới đối với khu vực Đông Nam Á. Piet Nheo de Hanye đã tổ chức dàn xếp việc cung cấp 3 chiếc tàu chiến Bồ Đào Nha cho Nguyễn Ánh. Trong các cuộc trợ giúp vũ khí này, Piet Nheo đã được một người Pháp tên là Manier hỗ trợ. Các nhân chứng thời đó đã mô tả rõ ràng vai trò quân sự của Piet Nheo. Linh mục Pierre-Joseph Georges, một người quốc tịch Pháp, đã được lựa chọn để xử lý các vấn đề về chiến tranh nhất định. Giám mục Bá Đa Lộc Binyu hay Bách Đà Lộc, còn gọi là cha cả, nguyên tên là Pierre-Joseph Georges Pienel de Bihane, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1741, mất ngày 9 tháng 10 năm 1799, là một vị giáo sĩ người Pháp được Nguyễn Phúc Ánh trọng dụng trong việc lấy lại quyền binh lính từ tay nhà Tây Sơn vào cuối thế kỷ thứ 18. Ông được phong làm nhà giám mục hiệu tòa Adran, nên cũng thường được các sách sử gọi là giám mục Adran. Người Việt biết đến tên ông dưới tên là Bá Đa Lộc vì tên tiếng Pháp của ông là Pierre, tương đương với Petrus trong tiếng Latin, Petro trong tiếng Bồ Đào Nha, và từ đó xuất hiện cái tên Bá Đa Lộc, phiên âm từ Petro. Ngoài ra, sử người Việt thời nhà Nguyễn còn dùng danh hiệu Bi Nhu Quận Công là sắc phong của vua Gia Long, gọi theo âm Pienau. Ông sinh ngày 2 tháng 2 năm 1741, tại quê mẹ là vùng Origny and Theater của Pháp. Hậu tố de Bihane không có hàm ý chỉ ông thuộc dòng dõi quý tộc, mà chỉ là tên của một điền trang nhỏ Bihane, gần vùng Maro, nơi cha ông là chủ điền trang. Và trên có lẽ, hậu tố này cũng chỉ xuất hiện kể từ sau Hiệp ước Versailles năm 1787. Thời thanh niên, ông theo học trong trường dòng và được đào tạo để trở thành một nhà truyền giáo ở hải ngoại của Hội Thừa Sai Paris. Ông rời Pháp từ cảng Lorient vào tháng 12 năm 1765 với sứ mạng truyền giáo tại Đàng Trong. Ngày 21 tháng 6 năm 1766, ông cập cảng tại Pondicherry. Sau đó, ông có vài tháng lưu trú tại Macau và có vài lần đến Hà Tiên bắt liên lạc với những người truyền giáo đi trước tại đây. Tháng 3 năm 1767, ông đặt chân đến Hà Tiên với chức vụ giáo sư trong chủng viện của Hội Thừa Sai, tạm đặt cơ sở tại Hòn Đất, gần Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang ngày nay. Năm 1768, Bá Đa Lộc bị Mạc Thiên Tứ, đô đốc Hà Tiên, giam cầm khoảng 2 tháng vì bị buộc tội đã che chở cho một người thuộc hoàng tộc Xiêm La, kẻ thù của họ Mạc. Ngày 11 tháng 12 năm 1769, dù đã trở thành linh mục giám đốc chủng viện tại Hòn Đất, khi chủng viện Hòn Đất bị quân Cao Miên tấn công đốt cháy, Bá Đa Lộc phải rời khỏi đàng cùng với linh mục Mô Văn và 13 nhân viên chủng viện để đi đến Malacca, nằm ở phía tây của Mã Lai, cách Singapore khoảng 200 cây số. Rồi từ đó xuôi về hướng nam đến Pondicherry, nằm ở vùng đông nam Ấn Độ trong vịnh Bengal, nơi đã có nhiều cơ sở thương mại và hành chánh của Pháp từ năm 1673. Sau đó vào năm 1770, ông thành lập một chủng viện ở làng Viramphanam, cách Pondicherry một dặm về hướng bắc. Trong thời gian ở Pondicherry, ông tiếp tục trau dồi và trở nên thông thạo cả tiếng Hoa và tiếng Việt. Năm 1773, ông đã bắt tay biên soạn một bộ từ điển Việt Latin, được Jean-Louis Tabert xuất bản năm 1838. Năm 1771, ông được giáo hoàng Clement XIV phong làm giám hiệu tòa Adran và đồng thời được bổ nhiệm ông làm giám mục của tông tòa, phụ tá cho giám mục Guillermo Pienet. Nhưng cũng trong năm ấy, giám mục Pienet qua đời,
vào ngày 21 tháng 6. Pignanau Devihane thay thế Pignanau, rồi được bổ nhiệm làm giám mục chính của tòa Madras vào ngày 24 tháng 2 năm 1774. Madras được đổi tên là Chennai năm 1996, là một hải cảng nằm trên bờ đông nam Ấn Độ tại vịnh Bengal. Và ông lên đường trở lại Đông Dương vào ngày 12 tháng 3 năm 1775 với chức vị là giám mục đại diện tông tòa Đàng Trong. Thời ấy, các linh mục giả trang làm đủ thứ nghề: thợ mộc, thợ nề, thợ đắm cối xay, thầy lang, bán thuốc, thậm chí là gánh nước thuê, người đê câu lái buôn để truyền đạo và được sự trợ giúp tích cực của các thương nhân. Thậm chí có lúc các giáo sĩ đào tạo chủng sinh trên các thương thuyền. Các chủng viện thời đó là các nhà tranh vách đất thiếu thốn mọi thứ, thường bị di chuyển nơi này qua nơi khác. Chủng sinh học đạo bằng tiếng Latin các môn như luân lý, giáo luật, giáo sử công giáo, địa lý, toán pháp căn bản và thiên văn học. Nhưng việc học tập khó khăn vì thiếu sách vở và từ điển, và họ sống trong lo sợ bị cấm đạo. Việc truyền đạo thường gặp khó khăn vì lý do ngôn ngữ bất đồng, nhưng cản trở chính là sự đòi hỏi người muốn tin theo Chúa Giêsu, tức là đức tin Kitô giáo, thì phải từ bỏ tục lệ thờ cúng ông bà tổ tiên, không lấy năm thê bảy thiếp mà chỉ một vợ, một chồng. Ngoài ra còn có những khó khăn hình thức khác như xây nhà thờ, đúc tượng, đúc chuông, tổ chức hệ thống họ đạo trên dưới quy củ, mang tên thánh bảo tình pháp. Về đến chủng viện Prampay Chom trên một hòn đảo của sông Mekong ở tỉnh Kong Phong Choi do giám mục Pianau ra lệnh xây dựng từ đầu năm 1770, giám mục Pianau De Pihane đã ra lệnh di chuyển chủng viện Prampay Chom từ Cao Miên về Việt Nam.